Chiều 29 tháng 10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an huyện Hương Sơn vừa tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Nguyễn Thị Nú, 64 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, thì phát hiện thu giữ 559 hộp pháo có trọng lượng hơn 800 kg. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn đã phát hiện một điểm nghi vấn tập kết tăng trữ pháo trái phép trên địa bàn. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, vào lúc 12 giờ ngày 28 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Nguyễn Thị Nú. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện ở khu vực phòng ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà cất giấu một lượng lớn pháo, sau đó thu giữ 559 hộp pháo, trong đó gồm có 192 hộp pháo loại 9 quả và 367 hộp pháo loại 36 quả với trọng lượng hơn 800 kg. Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Nú khai nhận số pháo là do bà và con gái bà là Đoàn Thị Hồng Hạnh 27 tuổi mua với số tiền 240 triệu đồng được cất giấu tại nhà. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục thu thập tài liệu, điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.